chúng ta đã thấy được là cái bitcoin spot ETF đó là một điều mà thị trường đã muốn từ rất rất lâu rồi các bạn Chúng ta đã nói về Bitcoin Spot ETF rất là nhiều Những năm như là năm 2017, năm 2019 rồi sau đó chúng ta cũng ngừng không nói đến nữa Tại vì đề xuất nào đó cũng giống giống nhau và đề xuất nào cũng bị từ chối hết các bạn Ngay lúc đó, đó thì các bạn thấy được là mỗi đề xuất đó hầu như đi theo một cái chiến lược Là cứ nộp đơn, nộp đơn cho đến khi nào nào được thông quay thì thôi à, Nhưng mà các bạn thấy được là cái bị từ chối, bị từ chối cho đến gần đây chúng ta có cái diễn đầu của Blackrock thì cái đơn đã có một sự thay đổi thì uh, gần đây chúng ta mới thấy sự sôi động trở lại với lại Bitcoin Spot ETF và ngày hôm nay đây cũng đánh dấu kỷ niệm 10 năm SEC từ chối Bitcoin Spot ETF đầu tiên các bạn đó chính là đề xuất đến từ sàn Gemini đã một thập kỷ rồi SEC thì luôn có tư tưởng thù địch với thị trường crypto nhưng mà crypto vẫn phát triển không ngừng nghỉ một thập kỷ qua thì có thể nhiều bạn thấy thông tin này đã thì cũng đã nhận ra được là hơn 10 năm qua chúng ta đã có rất là nhiều những chủ tịch SEC nhưng mà các bạn thấy được là vẫn không cho phép một việc transport sẽ được thông qua thì cái này không riêng về Gary Gensler rồi các bạn chỉ là Gary Gensler gần đây đó thì lại tấn công một số những sàn một số những dự án mà ông ta nghĩ là chứng khoán của những chủ tịch trước đó, giống như là thời của Jay Clayton đó, thì cũng không quan tâm nhiều các bạn à, cũng có kiện một số những dự án nhưng mà thường đó, những dự án đó là đang à, chuẩn bị hay là đang bán token mà thôi chứ mà chúng ta nói tới À, dự án Kik thường nhớ đó cũng bị kiện rồi chúng ta đã nhớ là telegram thì cũng bị kiện nhưng mà những dự án đã có trên thị trường rồi đó thì uh, SEC cũng không có tích cực để mà đi kiện uh, và cũng giống như là không quan tâm nhiều đến những dự án đó nhưng mà gần đây dưới thời của Gary Gensler uh, thì lại có một sự chủ động tấn công đó là sự khác biệt và nói tới Gelslayer đó thì có một tin đồn được chia sẻ ở một cái website mà Thuận cũng ít lên xem đó các bạn gọi là crypto alert Tôi không biết là họ lấy tin đồn này từ đâu nhưng mà website này đó là một website mà thường thấy cũng chia sẻ nhiều cái thông tin liên quan đến crypto thì cái trang web này đó họ đưa ra một cái tin đồn là Gensler sẽ từ chức vì một cuộc điều tra nội bộ, cuộc điều tra nội bộ của SCC cho thấy là Jerry Jasper đó đang có vấn đề gì đó lớn đến nỗi mà ông ta phải từ chức. Nhưng mà như thường Dư chia sẻ với các bạn đó, hiện giờ đó thì không có nguồn tin nào đáng tin cậy để mà xác nhận thông tin này. Bây giờ chỉ là một tin đồn mà thôi các bạn. Và ngay cái trong bài viết này, họ cũng nói là một tin đồn và họ nói là họ nói chuyện với một ai đó ẩn danh ở trong SCC biết thông tin nhưng mà người đó là ai thì họ cũng không có nói cho nên chúng ta cũng không nên quan tâm nhiều đến thông tin này có thể đây là sự thật thì đó là điều mà ai cũng muốn và tôi cũng hy vọng như vậy nhưng mà ngay thì đến bây giờ đó chúng ta chỉ nên xem đây là một cái tin đồn mà thôi nhưng mà cho dù chúng ta có bitcoin spot ETF hay là không có đi nữa đó thì các bạn thấy thị trường thì vẫn tiếp tục tiến tới bao nhiêu năm qua chúng ta thấy là hết bitcoin spot ETF này từ bitcoin spot ETF kia bị từ chối và biết bao nhiêu người nói là cần phải có bitcoin spot ETF để BTC tiếp tục phát triển nhưng mà các bạn thấy là không có bao nhiêu chu kỳ qua thì vẫn tăng trưởng và chúng ta thấy là tất cả những cái thông tin á, thì lúc nào chúng ta cũng có thông tin này thông tin kia chúng ta có câu chuyện này câu chuyện kia thị trường thì lúc nào cũng đầy lý do hết lý do tại sao mà giá tăng lý do tại sao mà giá giảm và thuận đã ở đây chia sẻ vô số những thông tin 6 năm qua với các bạn và lúc nào cũng vậy ngay thì điểm đó đó, đó là tình lớn nhất và ai cũng nghĩ là đây là thông tin sẽ quyết định tương lai của thị trường này nhưng mà các bạn thấy là phần lớn những thông tin á, thì nó chỉ có sự ảnh hưởng ngắn hạn mà thôi để thường nhắc lại các bạn nhớ là những những thông tin liên quan tới à, Trước đó chúng ta có thông tin liên quan tới Maogot, cái đó là trước thời mà Thuần làm YouTube nữa các bạn. Chúng ta cũng có thông tin à, liên quan tới ICO bị cấm nơi này nơi kia. Chúng ta cũng thông tin đến là Trung Quốc cấm crypto năm 2017. Chúng ta cũng có thông tin liên quan tới à, suy thoái tài chính. Chúng ta có thông tin liên quan tới nợ trần gần đây cách đây một hai năm chúng ta nói khá nhiều à, về evergrande các bạn công ty à, mà bị à, vấn đề liên quan tới bước đường sản ở trung quốc ấy, thì lúc đó ai cũng nói là evergrande sụp đổ à, sẽ là sự à, suy thoái tài chính toàn cầu nhưng mà bây giờ các bạn hỏi như bạn mới đó evergrande là gì thì có thể như bạn mới cũng không biết đâu các bạn cái mình thường chia sẻ với các bạn là những thông tin chúng ta đương nhiên phải cần nắm bắt được nhưng mà về đầu tư dài hạn đó thì các bạn thấy là những thông tin nó không có ảnh hưởng dài hạn đâu dài hạn cái chúng ta cần phải quan tâm đó chính là nền tảng thị trường này như thế nào và chúng ta cũng phải nhìn xa hơn về tại sao những tài sản này tăng trưởng và tại sao BDC lại sẽ là một những tài sản đó giống như là bất động sản giống như là chứng khoán vân vân à, nếu như các bạn có lòng tin đó thì những thông tin nó cũng là một cái gì đó làm các bạn phân tâm mà thôi chứ còn trên thực tế đó chúng ta nhìn thấy từng chu kỳ khác nhau đó đây là tài liệu được chia sẻ bởi will cách đây một ngày các bạn thì chúng ta nhìn thấy được là những chu kỳ trước đây là những cái màu các bạn nhìn thấy giống như là cái chu kỳ đầu tiên là cái màu cam các bạn nhìn thấy trên màn hình thứ nhì là cái màu đỏ chu kỳ thứ ba là cây màu xanh và chu kỳ thứ tư là cây màu tím và chu kỳ hiện tại là màu xanh lá cây các bạn thì nếu chúng ta nhìn thì những chu kỳ đương nhiên có sự khác nhau tin tức cũng khác nhau nhưng mà nó có sự tương tự các bạn mô hình những chu kỳ đều có sự tương tự và hiện bây giờ thật ra nếu các bạn zoom ra thì những gì xảy ra liên quan tới giá cả nó cũng tương tự những chu kỳ trước đó mà thôi cũng không có sự thay đổi nhiều và các bạn có đã biết là thuận là một người à, tin tưởng vào lịch sử chu kỳ cho đến khi chúng ta có lịch sử mới và thường là một người mà luôn có quan điểm là bốn từ đắt giá nhất trên đầu tư đó chính là lần này sẽ khác thì tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ nói nếu như mà chúng ta cứ có quan điểm đó thì chỉ cần một lần khác thôi thì người ta sẽ thua lỗ rất là nhiều thì đương nhiên đầu tư chúng ta cần phải quản lý rủi ro cho nên Thuận thường, thường hay chia sẻ những quy tắc với các bạn, trung bình giá, đầu tư dài hạn, đa dạng hóa danh mục đầu tư, quản lý rủi ro, phân bổ vốn, đó là những cái cực kỳ quan trọng các bạn. Đương nhiên, Thuận rất tin tưởng vào crypto, các bạn đã thấy là crypto chiếm phần trăm như thế nào trong cái tài sản của Thuận rồi nhưng mà đó không phải là tất cả. Cho nên bổ vốn quản lý rủi ro đa dạng hóa về đầu tư và chốt lời rất là quan trọng. Rồi thun cũng muốn tiếp tục chia sẻ một số những thông tin khác với các bạn. À, chúng ta hồi nãy giờ nói tới SEC, chúng ta hãy nói tới CFTC đi. Đây là một cái cơ quan quản lý hàng hóa tại Hoa Kỳ. À, thì các bạn thấy được là CFTC đó thì họ đã công bố họ sẽ thành lập một cái uh, quỹ ban tài chính các bạn và trong đó nó có một phần là liên quan tới quỹ ban tài chính cho thị trường tài sản kỹ thuật số Và các bạn có biết là những cái công ty nào được Newton là thành viên trong quỹ ban này hay là không Chúng ta có những công ty lớn như là BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, Fidelity, Moody's, Nasdaq HSBC, Polygon và Uniswap các bạn Chúng ta được là những công ty mà đang để đơn để có một Bitcoin Spot ETF để Điều Newton ở đây Cho thấy được là SEC tuy là một phần lớn của thị trường tài chính, nhưng vậy các bạn thấy được một đơn vị khác quản lý phần còn lại đó chính là CFTC thì lại ngược lại các bạn đương nhiên không phải là dễ dãi đến crypto nhưng mà ít ra đó CFTC có cái quan điểm là cần phải có lực rõ ràng để quan hệ thị trường này hơn là đang ngắt thị trường này, đó là quan điểm của SEC và không chỉ riêng là hoa kỳ các bạn, chúng ta lại nhận thêm một cái thông tin khác nữa thông tin này đó là đến từ Hồng Kông chi tiết hơn đó là chính phủ Hồng Kông đã công bố thành lập một cái lực lượng đặc nhiệm được gọi là lực lượng đặc nhiệm phát triển Web3 chuyên thúc đẩy sự phát triển của Web3 các, các bạn và những công ty liên quan. Lực lượng đặc nhiệm này đó thì bao gồm 15 người tham gia trong ngành và 11 quan chức chính phủ, bao gồm thư ký tài chính của Hồng Kông đó chính là Paul Chan Và Paul Chan đó là người mà cũng rất có một crypto và đã từng tuyên bố là Hồng Kông cần nắm bắt cơ hội vàng. Và cái được đề cập đến đây đó chính là hiện bây giờ ở Hoa Kỳ thì đang có một cái sự hỗn loạn về luật crypto dẫn đến là nhiều dự án muốn rời khỏi nhiều công ty muốn rời khỏi và Hồng Kông muốn là nơi mà họ sẽ đến. Đương nhiên Hồng Kông thì các bạn đã biết là cho tới bây giờ thì họ vẫn chưa có cho bất cứ một sàn giao dịch nào có bàn hoạt động. Theo thuần hiểu đó dựa theo tài liệu được chia sẻ từ sàn Hoa Bì họ nói là cần khoảng chừng 6 tới 12 tháng. Thì các bạn đã nhớ là cái lúc mà Hồng Kông bắt đầu duyệt những cái đơn này đó là đầu tháng 6 thì nếu 6 tháng nghĩa là tới cuối năm thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy sẽ có những sàn giao dịch chính thức hoạt động ở Hồng Kông và lúc đó chúng ta mới thấy volume giao dịch đến từ Hồng Kông nhưng mà không chỉ là Hồng Kông nữa các bạn ở Hàn Quốc thì họ cũng đã từ từ có được rõ ràng hơn và quốc cùng Hàn Quốc đã thông qua một dự luật dự luật này đã là liên quan đến tài sản kỹ thuật số các bạn hay là tài sản ảo virtual asset thì dự luật này đã chủ yếu là nhằm bảo vệ những nhà đầu tư có những cái luật trong đó đòi hỏi là những công ty cung cấp dịch vụ sẽ như thế nào trong thị trường crypto này và giao quyền quản lý thị trường crypto này đó cho một đơn vị gọi là quỹ ban dịch vụ tài chính giám sát crypto và đây là cái đơn vị mà sẽ chịu trách nhiệm để mà giám sát thị trường crypto ở trong quốc gia của Hàn Quốc các bạn thấy được đây cũng là điều mà nhiều người ở Hoa Kỳ kêu gọi là tại sao lại phải cố gắng Crypto được quản lý bởi uh, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ SEC hay là quản lý hàng hóa CFTC. Tại sao mà không nhận crypto là loại tài sản mới cần phải có một cái ban giám sát khác hiểu và hoạt động một cách hợp lý hơn cho thị trường này và đó là điều mà chúng ta đã nhận được từ Hàn Quốc và đương nhiên uh, có một số người nói là những luật trong đây đó thì có thể là hơi gắt giao nhưng mà theo đồng hiểu đó là bắt đầu từ những luật này rồi sau đó sẽ có thể thả lỏng từ từ khi mà thị trường này càng ngày càng trưởng thành hơn chính là thông tin đến từ Hàn Quốc. Chúng ta hãy xem coi là trong tuần này đó có những cái à, sự kiện gì đặc biệt. Thì trong tuần này đó tài chính thì chúng ta đã biết là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ à, sẽ là một ngày lễ lớn đó chính là lễ độc lập các bạn July 4. Thì ngày đó tất cả những cái sàn giao dịch sẽ đóng cửa và hôm đó có thể thường sẽ không có chia sẻ thông tin với các bạn đâu. Tại vì đó là ngày lễ lớn thường cũng muốn à, ăn lễ cùng gia đình. À, nhưng mà ngày thứ năm đó thì chúng ta sẽ có cái văn bản họp đợt dự rồi của Fed. Các bạn hãy nhớ là mỗi lần họp xong đó thì ba tuần sau sẽ có văn bản chính thức, chúng ta hãy chờ đợi xem có văn bản đó có nói gì khác biệt so với những lời nói của chủ tịch Trump hay là không. Nhưng mà tôi nghĩ là chủ tịch John cũng đã rất là hawker rồi. Ở trong cái à, cuộc họp à, cách tay ba tuần đã nói rõ là có khả năng rất cao sẽ tăng thêm lãi suất nữa và có thể tăng thêm hai lần. Tôi không nghĩ là văn bản họp sẽ có thể hot cơ hơn những gì được chia sẻ bởi Chủ tịch John Powell. Chúng ta thấy được là ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ đó thì sẽ có tài liệu liên quan tới phần trăm thất nghiệp các bạn. Và phần trăm thất nghiệp đợt này đó thì ước tính là 3,6% còn thấp hơn cả đợt vừa rồi là 3,7 nữa. Chúng ta hãy xem coi là thất nghiệp kỳ này sẽ là bao nhiêu phần trăm. Và hồi sáng này đó khi mà thường ngủ dậy đó thì có một cái thông tin à, cũng khá là bất ngờ các bạn và thông tin này được chia sẻ bởi Elon Musk liên quan tới Twitter thì Twitter đó đã có một số hạn chế mới. Tài khoản xác minh có giới hạn thì được xem khoảng chừng là 6.000 bài một ngày. Tài khoản chưa xác minh thì có giới hạn xem là 600 bài một ngày. Và tài khoản mới chưa xác thực thì có giới hạn xem 300 bài một ngày. Và xác minh ở đây đó nghĩa là Twitter Blue các bạn. Nếu các bạn có Twitter Blue nghĩa là trả 8 đô mỗi tháng thì có thể xem 6.000 bài mỗi ngày. Thuận tưởng Linda Jack Rino là CEO mới của Twitter các bạn nhưng mà thường không thấy Linda chia sẻ nhiều thông tin về Twitter và đặc biệt không có chia sẻ về sự thay đổi này Mà những thông báo đó vẫn đến từ Elon Musk các bạn <laughs> Vậy thì AI là CEO của Twitter đây Và đương nhiên cả Twitter đang rộn ràng lên các bạn Và các bạn đã thấy được đây là cái hình ảnh tập võ của Elon Musk Các bạn muốn đọc Twitter hả? 8 đô la đâu <laughs> Thường nó giận các bạn một chút mà thôi, nhưng mà liên quan tới Elon Musk ấy, thì chúng ta cũng có một cái thông tin là Tesla đã công bố là trong cái quý thứ hai của năm nay họ đã giao tổng cộng là 466.140 chiếc xe các bạn. Wow, con số ngày càng lớn. Các bạn đã nhớ là thời điểm này năm ngoái đó thì Tesla công bố là họ giao 254.695 chiếc xe. Lúc đó đó người ta đã thấy là wow Tesla ngày càng giao nhiều xe mà năm nay đó gần như gấp đôi luôn các bạn. Có nghĩa là nhu cầu để có Tesla ngày càng cao, mà nhất là chúng ta đang thấy là ở Hoa Kỳ đó thì đang có cái chế độ là các bạn mua một số xe điện đó, tùy theo xe nhưng mà một số xe điện các bạn sẽ được hoàn thuế lại 7.500 đô. À, nếu các bạn mua Tesla Model 3 hay là Y và ở Cali đó Tùy theo là thu nhập các bạn thì các bạn lại được trả về thêm 2.000 đô nữa Cho nên gần đây nhu cầu mua Tesla tăng lên rất là cao Và hôm nay là ngày Chủ nhật đó, thì chúng ta sẽ cùng nhau để mà tiếp tục Trung bình giá cái account demo mà Thôi như các bạn đã cùng nhau gây dựng để nhắc lại các bạn nhớ đó chúng ta đã cùng nhau gây dựng cái account này đó là vào thời điểm là ngày 4 tháng 4 của năm ngoái lúc đó giá BTC đó là các bạn thấy là 46.622 và Ethereum là 3.514 như là cao hơn mức giá bây giờ rất là nhiều nhưng mà chúng ta đã trung bình giá 100 đô mỗi tuần để các bạn thấy được là kết quả trung bình giá ra sao khi mà các bạn áp dụng chiến lược này thì cho tới bây giờ đó tuy là giá vẫn thấp hơn nhiều so với mức giá bắt đầu nhưng mà chúng ta vẫn đang có loại hiện tại là 26% và mỗi một tuần chúng ta lại cùng nhau trung bình giá 100 đô và chúng ta chỉ mới trung bình giá chỉ có hơn một năm mà thôi các bạn trung bình giá là chiến lược dài hạn khi mà các bạn thấy trung bình giá dài hạn rồi đó chúng ta mới có thể thực sự thấy được lợi nhuận như thế nào tại vì cho dù phần trăm lợi nhuận các bạn có thể cảm thấy là không cao bằng các bạn giao dịch một số như Oracle nhưng mà sự khác biệt đó là phần trăm lợi nhuận này nó có rủi ro thấp hơn đối với thuận khi mà các bạn à lựa chọn một thời điểm nào đó hay là một đồng nào đó thì cái rủi ro nó sẽ cao hơn các bạn có thể đúng có thể sai nhưng mà trung bình giá dài hạn là một cách để mà giảm rủi ro và chúng ta thấy được là cái phần trăm lợi nhuận nó sẽ dựa theo con số lớn hơn tại các bạn trung bình giá thời gian dài hơn các bạn thấy được là cao này chúng ta tổng cộng đã bỏ vào là 16.168 đô tới bây giờ chúng ta được là cái phần lời là 3.374 đô và hôm nay chúng ta lại cùng nhau chung bình giá các bạn à, chúng ta thấy được là btc đó thì các bạn thấy là mức chung bình giá chúng ta mua là 23.102 thì chúng ta bây giờ sẽ bấm vào a transaction thì bây giờ btc chúng ta đang có lời là 32% thì nếu chúng ta chung mình giá tuần này ra thì 100 đô các bạn thì được chúng ta không mua được nhiều BTC nữa tại vì giá đã cao rồi cho nên chung mình giá nó tốt khi mà giá thấp các bạn khi mà giá trên được đi xuống đó là thời điểm tốt để chung mình giá còn khi mà giá tăng lên thì các bạn cũng có thể có lời nhưng mà nó sẽ không có nhiều như trước nữa tại vì mỗi lần các bạn chung mình giá thì giá lại tăng cao thì ở mức là 100 đô chúng ta có thể mua được 0.00327 BTC hôm nay là 30.585 đô Thu sắm submit Thì chúng ta coi như đã trung bình giá xong cho tuần này à, Thu sẽ chuyển qua để mà trung bình giá Ethereum các bạn Thì Ethereum đó chúng ta mua giá trung bình là 1.591 đô à, Thì hiện bây giờ các bạn thấy là account này đang có lợi là 20% Chúng ta sẽ làm điều tương tự đối với Ethereum Thì đương nhiên cũng tương tự như BTC Chúng ta thì được là 100 đô bây giờ mua được ít Ether hơn đặc Ether cũng đã có sự tăng giá từ khi chúng ta chung mình giá chỉ là không tăng nhiều như là BTC mà thôi thì 100 đô chúng ta chỉ có thể mua được 0.052 Ether mà thôi xuống cho submit và coi như chúng ta đã chung mình giá xong cho tuần này tuần sau chúng ta sẽ trở lại xem coi là kết quả của account demo này ra sao và cuối tuần này chúng ta nhận được một thông tin là đến từ Sở Thuế ở Hoa Kỳ và thông tin liên quan tới sàn Kraken các bạn. À, sở Thuế của Hoa Kỳ đã đòi hỏi Kraken chia sẻ tài liệu giao dịch của những ai mà dịch trên 20.000 đô từ năm 2016 đến năm 2020. Thì họ đòi hỏi thông tin này để làm gì các bạn? Thì đương nhiên là họ muốn biết là có ai chống thuế từ năm 2016 đến năm 2020 hay là không. Khi mà sử dụng Kraken thì những bạn nào mà sử dụng sàn này từ năm 2016 đến năm 2020 thì các bạn cũng nên quan tâm đến đây cũng là cái dữ liệu chúng ta cũng đã nhìn thấy Cách đây không lâu à, liên quan tới Coinbase các bạn thì à, sở thuế cũng đã đòi hỏi Coinbase giao ra tài liệu giao dịch trong vòng 5 năm qua đó thì à, sau đó các bạn thấy được là sở thuế cũng đã gửi một số những cái à, tài liệu đòi tiền thuế của một số người mà đã không đóng thuế đúng à, và đó là cơ hội để mọi người này đóng thuế rồi đóng phạt thì nếu như mà không làm theo đó thì à, sẽ gặp nhiều rắc rối khác nhưng mà nào mà sử dụng Kraken thì cũng nên lưu ý thông tin này và chúng ta đã thấy à, một thông tin khác nữa đó chính là thông tin à, đến từ Vitalik Truyền, các bạn thì trong một cuộc phỏng vấn đó thì bà uh, Thaler cũng đã nói rõ là bà Thaler chỉ stake một phần nhỏ ether mà thôi thì đương nhiên điều này đã khiến cho uh, nhiều người trầm trồ các bạn Trời ơi và lịch là người đứng đầu dán mà chỉ stake một phần nhỏ mà thôi Thì uh, và Thalic đã chia sẻ lý do tại sao đó là bà lịch sử dụng một cái ví gọi là multisig Có nghĩa là cần nhiều chữ ký mới có thể gửi tiền được Đó là một cái loại setup mà nó an toàn hơn Nhưng mà vì lý do đó, đó khi mà dùng multisig để mà stake Thì uh, nó gặp nhiều khó khăn cho nên và lịch chỉ stake một phần nhỏ mà thôi Và đương nhiên cho tới bây giờ đó các bạn thấy được là cho dù như vậy cái staking của Ethereum thì vẫn tăng theo thời gian tới bây giờ chúng ta đã thấy được là gần như 20% Ether đã tham gia vào staking rồi và các phần trăm đó đã vẫn đại diện cho hơn 23 triệu Ether đang được stake và chúng ta được là cái phần trăm staking này đã tăng theo thời gian và ngay thời điểm bây giờ đã cao hơn cái lúc mà chúng ta có cái cập nhật sang hai trong người ta rút cái số lượng Ether ra khỏi Ether 2.0 Sau khi mà con sang 2 rồi thì lại càng có nhiều người có hứng thú staking hơn Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì có thể bấm vào cái link bên dưới video này Để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus Hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên bạn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.